nuôi trồng thủy sản của tỉnh đang tiến hành một dự án mới để thu hoạch được nhiều thứ hơn trong thời gian ngắn hơn. Ông Sakamoto kết hợp đều chiều kết tạo cá hơn an hơn và trứng cá. Mà đã mất được cá. Trứng cá tầm muối Miyazaki của chúng tôi sẽ tiếp tục được thực hiện. Hương vị sẽ thay đổi dựa trên cách muối trứng cá. Quy trình sản xuất trứng cá rất phức tạp. Chúng tôi sẽ cố gắng làm đa món trứng cá khiến thế giới phải thốt lên rằng trứng cá tầm muối Nhật Bản ngon tuyệt. Bạn hãy chờ xem. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Cái nhìn từ Nhật Bản hôm nay nói về món trứng cá tầm muối Nhật Bản lần đầu tiên được xuất khẩu ra nước ngoài. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Tora Fune, tạm dịch là chiếc thuyền giữa không trung, do nhóm nhạc Tokyo trình bày. Đài phát thanh Nhật Bản NHK, chương trình phát thanh tiếng Việt của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Quang Hùng và Hoa thân ái chào tạm biệt.